ăn ổi đi bao đại nhân. Đại nhân, có tên bán vé chợ đen cần diện kiến. Lui đi, cho chuyện nhanh đi, mệt ghê. Vô lẹ đi. Dạ, bẩm bao đại nhân. Có chuyện gì nói lẹ đi, ta không có thời gian đâu. Dạo này công việc làm ăn của tiểu dân khá ổn à. Mấy vé chợ đen nói đại đi, bệnh đặt làm ăn. Có ta bảo kê mà. Nên hôm nay tiểu dân đến đây có chút quà mọn, tặng cho bao đại nhân cũng như Khai Phong phủ vì đã giúp đỡ tiểu dân trong thời gian qua. Quà gì vậy? Biết điều thì gặp nhiều may mắn. Ngươi làm gì thì làm, nhưng phải khôn khéo đó. Tiểu dân biết mình phải làm gì à? SOS. Ê, có biến bao đại nhân. Chuyện gì? Có hai thằng khứa nào á chui ra từ cánh cửa thần kỳ nhìn giống bao đại nhân vãi. Bao công, bao công, ta trị nước thiên mệnh. Bao công, bao công.